mới ra mới vậy. Setter 135 con tự động. Lên full 150 tại tiệm giữ xe khách. Xe này chạy máy yếu hao xăng, máy kêu vậy nè. Đó cho máy cò kia. Đang qua tiệm giữ xe khách làm lại nha nè. Bao mảnh bóc tiệm xăng vậy nè. Làm máy full 150. Đi chơi test chơi tour phượt vô tư anh em ha. Bao bền mạnh cho anh em. Anh em muốn làm xe chơi test cứ tới tiệm giữ xe khách, tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nha anh em. Nằm ở góc ngã tư Thành Thái với 3 tháng 2, kế bên hông cái siêu thị Sài Gòn. Hẹt 135 có tự động nha anh em. Thay nguyên bộ làm mới luôn nha anh em. Thời gian mở cửa tiệm từ 8 giờ tới 5 giờ anh em ha. Tranh thủ cho sớm nha anh em. Gần test xe rất là đông. Anh em ở xa muốn làm xe thì liên hệ Khánh 038 9910 555. Có nhận xe cho anh em ha. Xe rồi làm cho anh em. Anh em muốn một tùng cũng liên hệ Khánh luôn ha. Nhận ship hàng toàn quốc. Để cái bên tôm mua giả đâu phá rồi. Viên ốc, cái viên đủ xe rồi. Cần lấy sổ đi không? Nay là ngày 4 tháng 1 2020 nha em. Còn có 17 ngày nữa là Tết thôi. Ráng tranh thủ qua sớm anh em ha. Sơn xe dọn kiển thì anh em tranh thủ qua sớm. Đây. 135. Cô tự động. Rồi, chào tất cả anh em ha. Còn nào biết tháo bỏ mẹ hết được rồi.